Đây là mọi người tới nhà hàng hải sản rồi, nhưng mà ở đây nó có cái nhiều điều lạ, nó khác cái trong Nam mình. Mọi người có coi con ghẹ này chưa? Đây là ghẹ, nhưng mà ghẹ ngoài này, ghẹ ở bên này là ghẹ đỏ nè, con ghẹ đỏ nha, chứ nó không phải ghẹ với ghẹ xanh ở trong Nam mình ha, nó ngộ quá. Ghẹ đỏ và cua đó nè. Quá trời luôn. Anh đi bao nhiêu? Đây đồ biển đầy dài, đây là đi ra đầu tiên là xuống sân bay là vô thành phố của bác là mình chơi đồ biển liền. Chào Nguyễn Đăng. Ok. Mới bắt một con cá hồi để nấu cháo hay gì không biết nữa. Ồ. Ở đây có sò, ở đây có một con loại ốc vòi voi. Wow. Nhiều quá, nhiều đồ trời ở bên kia nữa. Ồ. Quá trời luôn. Đây là cái gì à? tôm càng ha, tôm tích, tôm càng. Ồ, cái này gì ta? Cái này cái giống như cái kim rồi phải. Cái gì không biết nữa. Ồ, cái này cái gì? Cái này là cá gì ta? Cá lau kiến không phải. Cái là cái gì vậy? Không biết là cái gì, càng rằng đây là cái này nè. Cá lau kiến hả? Không phải. Cái gì á? À, cá bú. Ồ, cái này là ngon lắm nè. Cá là rút kinh chua là hết sảy luôn á, cá bú. Nhưng mà không biết trời, dốt kìa. Đây là nhà hàng hải sản. Ta thấy là lạ cái này nè, cái con ghẹ ở trong Nam mình thì con ghẹ màu xanh, nhưng mà con ghẹ qua đây là ghẹ màu đỏ, kỳ ha, lạ. Con ba bạn có con? Con 12. Ở đây cho mọi người coi con đường, đây không biết con đường gì, nhưng mà nó lạ ở chỗ là cái thành phố này á, cái thành phố này là xe hơi nó nhiều hơn là xe hai bánh, hầu như là xe hơi không. Bữa nay nó hơi lắm, rắc mưa, hình như nó không được đẹp lắm, nhưng mà ở đây là cái toàn là xe hơi nhiều lắm. Ở chỗ kia là hầu như là xe hơi không, còn xe hai bánh thì nó cũng có, nhưng mà nó ít hơn là xe hơi. Đầy đủ khu vực này trời, cái đường này đường gì quên, không biết tên đường. Nhà hàng hải sản rong biển. Ở đây không khí với lại cái cảnh quan ở đây nó thoáng hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều, người ta thấy thích hợp. À, 69 Lê Ninh, thành phố Vinh, đây, thấy rồi. Đây, 69 Lê Ninh, thành phố Vinh. À, đây. Thấy chưa? Ở đây là rất là thoải mái ha, mọi người ha. Ăn miếng gì đi rồi xong nữa, chắc là giờ này không có chiều luôn. Ồ, đây nó có bệnh viện cao ngất trời xanh luôn, bệnh viện mà đây là bệnh viện là quá trời cao luôn, tai mũi họng. Nói chung thì mới đặt chân xuống thôi, mình chưa biết gì hết, để mình đi tới đâu mình quay, mình lấy live stream cho mọi người biết cái đó. Mình đây là đường Lenin nè, đường Lenin 69, đường Lenin
Thấy à, mọi người thấy không? Ồ, thành phố thì ngộ lắm. Xe hơi á, xe 24 bánh á, nhiều hơn xe 2 bánh. Nè đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa rồi. Đó, mà xe còn tư nhân không nha, xe người dân không á nha. Đó, đó, đó. Một cái, nói một cách khác là đây là một cái thành phố nhỏ thôi. Chứ mà cái đó là như vậy. Đây. Mình cứ lắc chắc lắc nhắc gì. Rồi đây là cái nhà hàng mà rong rạm, rạm biển hả? Nhà hàng rạm biển. Rạm trong rong nha, rạm biển. Đây là gia đình của Hải. Ok. Tạm dừng đi ha, có gì quay tiếp. Thôi chút xíu nữa có món ăn quay tiếp.